Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt Tưởng niệm ngày 30 tháng 4 đen năm 2023 Tạ Phong Tần xin gửi đến quý khán thính giả một bài viết có tên Không có gì để nhớ Được đăng trên số 1345 ngày 27 tháng 4 năm 2023 Tuần báo Trẻ Magazine Texas Bài viết của tác giả Tạ Phong Tần do chính tác giả đọc lại. Xin được phép bắt đầu. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng tư hàng năm thì người Việt hải ngoại và người Việt quốc nội phe đỏ tôn thờ chủ nghĩa cộng sản lại khẩu chiến gây gắt vấn đề gọi theo cách của nhà nước Việt Cộng là hòa hợp hòa giải không phải chờ tới tháng tư đen người ta mới khẩu chiến mà hầu như quanh năm suốt tháng triền miên từ năm này qua năm khác kể từ tháng tư đen năm 1975. Có điều đến tháng tư thì phe đỏ âm ỉ ăn mừng thắng trận đánh bại đế quốc Mỹ và bọn tay sai ngụy quyền Sài Gòn thì phe vàng cũng tổ chức các buổi lễ tưởng niệm nạn nhân cộng sản nhắc lại tội ác của cộng sản phe đỏ phản công bằng cách xua đoàn quân tuyên giáo ra bô lô ba la nào là bọn ba que là tiểu nhân là thù dai là không biết xóa bỏ hận thù chung sống hòa bình 45 năm rồi 48 năm rồi còn mê ngủ vân vân và đẩy cuộc khẩu chiến lên cao trào quyết liệt nhất trong năm nhưng tại sao người cờ vàng không có chịu quên câu hỏi này phía tuyên giáo việt cộng không bao giờ dám trả lời tường tận mà chỉ khỏa lấp đổ lỗi cho các nạn nhân chế độ cộng sản hôm nay tôi xin nói luôn người ta không quên không chịu quên không muốn quên và không thể quên vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không cho các nạn nhân của họ cơ hội để quên. Chúng ta thấy sau cuộc chi nội chiến Bắc Nam ở Hoa Kỳ, các binh sĩ đã tử trận của hai phe được chôn cất chung trong một nghĩa trang. Người còn sống trở về nhà lo cày cấy, sản xuất, kinh doanh. Không ai nhắc tới chuyện cũ nữa nếu có thì cũng là lập ra các hội từ thiện để giúp đỡ cựu binh cả hai bên hàng gắn vết thương thể xác tinh thần không có người mỹ nào polo ba la rằng ta tự hào thời đó tôi đã bắn đã giết được bao nhiêu tên địch của phía bên kia không có người mỹ nào kể công rằng nhờ ơn chúng ông đã giải phóng cho chúng nó không có ai quan tâm ông a ông b ông c gì đó ngày trước thuộc phe bại trận hay thắng trận họ xin lỗi nhau vì những điều đã gây ra cho đối phương không có trả thù không có cướp bóc tài sản của bên thua trận những việc người mỹ đã làm với đồng hương của họ dùng nguyên văn câu the rebel, uh, our countryman chữ dùng của tướng grant thì nhà cầm quyền Việt Cộng làm ngược lại hết Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ tỏ ý hối tiếc Xin lỗi nạn nhân chiến tranh đã bị họ cướp bóc tàn sát trong chiến tranh Xin lỗi nạn nhân và trả lại cho những người tay không tất sắc tài sản Vì họ mà mất mạng mà tan nhà nát cửa sau ngày 30 tháng 4 đen Tóm lại, nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ tỏ thiện chí hòa hợp hòa giải thời gian gần đây trong đồng hương quận cam ở nam cali đã bùng phát tranh cãi hai luồng ý kiến trái chiều về việc người việt tị nạn chống cộng thì cứ lên truyền thông hô hào chống cộng còn xài đồ việt cộng tức là đồ của quốc doanh của tư bản đỏ thì cứ xài đồ việt cộng vì chính trị cộng và kinh tế cộng không có liên quan với nhau luồng ý kiến ngược lại cho rằng hệ chống Việt Cộng thì không dùng sản phẩm của Việt Cộng, không giao du với bất cứ thành phần kinh tế nào, hút máu, hút mũ, dân đen, quốc nội. Trong tháng từ đen năm nay, việc tranh cãi càng trở nên nóng hổi khi người cờ vàng cho rằng họ đã bị một số đồng hương tị nạn phản bội. Sản phẩm Việt Cộng được hiểu là sản phẩm của các cái công ty, những cái tập đoàn quốc doanh và tư bản đỏ không phải là của những người dân việt nam kinh doanh bình thường quay ngược lại thời gian chúng ta thấy sau đệ nhị thế chiến cả thế giới phẫn nộ khi biết rằng ngành công nghiệp thời trang tóc giả chụp đèn đồ trang trí nội thất ở đức có xuất xứ từ các trại tập trung tử thần cụ thể hơn từ chính bộ phận thân thể của tù nhân từ máu, mồ hôi và nước mắt của họ. Khi phá trại tập trung, quân đồng minh phát hiện các nhà kho chứa hàng tấn tóc của nạc chủ nhân và chủ tù nhân, chủ nhân của số tóc ấy đã lành ít giữ nhiều. Mới đây, thế giới lại kêu gọi tẩy chay những sản phẩm từ sợi bông vải, da, lông thú, đồ thủ công mỹ nghệ, có xuất xứ từ các trại cưỡng bức lao động, người duy ngô nhĩ và Pháp Luân Công mua và tiêu dùng các sản phẩm này của Trung Cộng. Tức là tiếp tay nhà cầm quyền Trung Cộng đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, người Pháp Luân Công. Với xứ Việt Nam Cộng sản, người tị nạn cờ vàng chống các tập đoàn quốc doanh, doanh nghiệp quốc doanh 100% vốn nhà nước và các đại gia đỏ làm giàu nhờ lập dự án, phân lô bán nền, xây dựng khu đô thị, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, chung cư, siêu thị, vân vân. Và bán giá cao gấp ngàn lần giá đền bù cho người dân chủ nhân của những mảnh đất ấy. Thủ đoạn này người dân quốc nội có một cụm từ chung để gọi, đó là bọn sân sau bộ chính trị cướp đất. Theo thống kê tháng 4 năm 1976, miền Bắc có khoảng 30 triệu người, miền Nam hơn 19 triệu người đất Dĩ nhiên không tự nở ra Sau mấy chục năm Cộng sản Việt Nam cai trị Còn bị teo lại ở khu vực biên giới Trong khi dân số Việt Nam hiện nay Gần 100 triệu người đang sống ở quốc nội Dẫn tới tình trạng đất hẹp người đông Không có chỗ nào là đất hoang Vì vậy phàm ở các khu đất vàng Nếu không dựa quyền lực nhà nước để bỏ tù để cướp đất của dân làm dự án thì lấy đất ở đâu ra các thế lực cướp đất này được gọi là đại gia đỏ họ mở rộng kinh doanh sản xuất này nọ rồi đem sản phẩm qua các nước khác chào bán nhằm rửa trắng nguồn gốc bẩn đồng tiền của họ mà thực chất ai cũng thấy đại gia đỏ kia không có cơ sở hạ tầng đủ tiềm lực sản xuất sản phẩm công nghiệp nào ra hồn hết doanh nghiệp nhà nước 100% vốn nhà nước từ tiền thuế của dân năm nào cũng báo cáo lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng hồ tệ tương đương một triệu rưỡi tỷ Mỹ Kim nhưng đem tiền vung ra ăn chơi xa xỉ ở xứ Mỹ Đế nhà nước Việt Cộng thì nợ nước ngoài đầm đìa ngập mặt mỗi người dân tính cả đứa bé mới sanh phải cổng món nợ công 40 triệu đồng một người tức là 1.700 Mỹ Kim rõ ràng thực tế cho thấy trong các quốc gia cộng sản độc tài phát xít thì kinh tế không thể tách rời chính trị cho dù chế độ cộng sản cố gắng che đậy bằng chiêu bài kinh tế thị trường tự do nhưng vẫn lòi ra cái đuôi cộng sản ăn cướp. Tôi được tin đứa cháu ruột 8 tuổi mồ côi cha là con gái của đứa em gái Úc suốt 3 năm liền đi học ở trường tiểu học Lê Văn Tám bạc liêu bị giáo viên các trường ấy chống lưng cho các học sinh lớp lớn khác vô lớp cháu tôi nhỏ hơn hai lớp để đánh cháu tôi giải trí trong khi cháu tôi chẳng quen biết xích mích gì với mấy trò lớn kia hết trò lớp trên tới trò lớn cùng lớp mà giáo viên không có biện pháp gì để bảo vệ cháu tôi dù em gái tôi đã khiếu nại thưa gửi nhiều lần đến hiệu trưởng trường lê văn tám Tôi biết nhà nước Việt Cộng vẫn muốn thể hiện quyền lực với tôi. Em tôi nghèo, làm gì có tiền cho con đi học trường quốc tế để tránh sự trả thù dơ bẩn của nhà cầm quyền cộng sản nhằm vào đứa con nít. Nó mới có 8 tuổi mà thôi. Tôi không thể quên, không bao giờ quên mối hận thù vì sự hèn hạ của chế độ cộng sản Việt Nam. Tôi biết nhiều đồng hương tị nạn khác cũng không thể quên. Còn ai đó nói rằng Khô hào đã đảo Việt Cộng mà xài đồ Việt Cộng là khác nhau. Chính vị Việt Cộng và kinh tế Việt Cộng không có liên quan. Thì tôi cho rằng đối với chế độ Việt Cộng, tâm trí những người này nhẹ tên nên họ không có gì để nhớ. Tạ Phong Tần, Leader Sài Gòn Ngày 27 tháng 4 năm 2023 Kính thưa quý vị, bài viết đến đây tạm ngưng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những lần tiếp theo xin cảm ơn